bà Mai Thị Hồng Mạnh, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh YouTube người đưa tin. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong ngày chúng tôi vừa cập nhật ngay sau đây. Cách biến 1.400 tỷ đồng thành tài sản riêng của giám đốc xuyên Việt Oi. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oai và một số cơ quan. Bà Mai Thị Hồng Mạnh, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty xuyên Việt Oai, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và đưa hối lộ. Bà Nguyễn Thị Như Phương, giám đốc công ty xuyên Việt Oai, bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Xuyên Việt Oai tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn Xuyên Việt, được cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu tháng 5 năm 2005. Theo quy định, công ty Xuyên Việt Oai phải mở tài khoản quỹ bình ổn xăng dầu tại ngân hàng thương mại và trích tiền trên số lượng doanh thu bán hàng để lập quỹ. Mục đích sử dụng duy nhất của quỹ là bình ổn giá khi giá dầu thế giới có biến động, cần điều chỉnh trong nước nhằm bình ổn thị trường. Pháp luật cấm dùng số tiền này vào mục đích khác. Thế nhưng bà Hạnh đã làm trái các quy định về trích lập, quản lý sử dụng số tiền này. Cơ quan điều tra cáo buộc bà Hạnh và Phương vi phạm quy định trong việc được nhà nước quản lý sử dụng bình ổn giá xăng dầu gây thất thoát 219 tỷ đồng. Ngoài gây thất thoát quỹ bình ổn giá xăng dầu, bà Hạnh còn bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường. Theo quy định, thuế bảo vệ môi trường là loại gián thù thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Nhóm chịu thuế là người tiêu dùng, số tiền thuế được tính vào giá bán hàng hóa và đưa cho người bán hàng để thay người mua nộp vào ngân sách theo định kỳ hàng tháng. Thuế bảo vệ môi trường không phải là tiền từ vốn, tài sản, lợi nhuận kinh doanh của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu mà họ chỉ giúp nhà nước thu hộ số tiền thuế này từ người tiêu dùng. Sau đó thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải nộp tiền này vào ngân sách theo định kỳ. Kết quả điều tra xác định từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 7 năm 2012, dù đã thu hộ 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường, nhưng công ty Xuyên Việt Oai không nộp thuế bảo vệ môi trường theo đúng thời hạn là 90 ngày kể từ khi nộp tờ khai thuế hiện doanh nghiệp còn phải nộp tổng 1.244 tỷ đồng, chưa tính lãi phạt chậm nộp vào ngân sách. Bà Hạnh không thực hiện cũng không chỉ đạo nhân viên nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách. Thay vào đó, bà Hạnh chuyển tiền từ tài khoản của công ty Xuyên Việt Oai sang các tài khoản cá nhân với tổng 12.625 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong đó, từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 2 năm 2013, bà Hạnh đã rút tổng 1.937 tỷ đồng từ các tài khoản của công ty. Hiện các công ty của bà Hạnh còn nợ xấu tại 4 ngân hàng tổng 6.178 tỷ đồng, trong đó Xuyên Việt Oai nợ 5.900 tỷ đồng, Xuyên Việt Oai tại Bến Tre nợ 271 tỷ đồng. Ngoài ra, Xuyên Việt Oai còn nợ quý bình ổn giá xăng dầu 219 tỷ đồng như đã nêu trên. Trong tất cả các tài khoản ngân hàng của bà Hạnh và Xuyên Việt Oai hiện chỉ còn 4 tỷ đồng và 244 đô la, nên bà Hạnh bị cáo buộc không có khả năng tài chính để nộp số tiền thuế bảo vệ môi trường đã thu hộ vào ngân sách nhà nước. Do vậy, cơ quan điều tra cáo buộc bà Hạnh đã chuyển số tiền thuế bảo vệ môi trường thu hộ cho nhà nước ra khỏi tài khoản của công ty Xuyên Việt Oi để hình thành tài sản đứng tên bà hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân khác như mua bất động sản, vay vốn ngân hàng, cho bạn bè vay mượn tiền để hối lộ. Bà Hạnh gây thất thoát số tiền thu ngân sách nhà nước 1.244 tỷ đồng. Để thực hiện các hành vi nêu trên, bà Hạnh đã hối lộ hàng chục đến hàng trăm nghìn đô la hoặc tặng đồng hồ, xe sang tiền tỷ cho nhiều cán bộ, trong đó có cựu thứ trưởng công thương Đỗ Thắng Hải, cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ. Chưa đến 30 ngày, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương triệt phá đường dây mua bán trẻ em quy mô chưa từng có, giải cứu hàng chục trẻ em bị mua bán ở 32 tỉnh thành. Chiều ngày 28 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về quá trình triệt phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh, nấp bóng dưới hình thức cho nhận con nuôi, hoạt động tại 32 tỉnh thành trên cả nước. Theo báo cáo từ cảnh sát, thông qua phong trào toàn dân tố giác tội phạm, công an đã xác định đối tượng Nguyễn Thị Ánh Đào, sinh năm 1989, đang nuôi giữ một trẻ sơ sinh nam 3 ngày tuổi tại một khách sạn ở phường 2, quận Tân Bình. Khi bị bắt, Đào thừa nhận đã dùng thủ đoạn gian dối, tự xưng là người hiếm muộn để liên lạc và nhận nuôi trẻ sơ sinh từ chị Thi Nhi, mẹ ruột đứa trẻ. Thực chất, Đào đã để lại đứa trẻ cho một cặp vợ chồng ở thành phố Hồ Chí Minh và thu lợi bất chính 40 triệu đồng. Mở rộng điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định đây là một đường dây tội phạm mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho nhận con nuôi do Nguyễn Thị Ánh Đào, Hoàng Thị Nhung, sinh năm 1982, Đỗ Thị Thúy Ngân, sinh năm 1994 và Cao Thị Thu Phương, sinh năm 1983 điều hành. Đường dây này hoạt động quy mô lớn tại 32 tỉnh thành phố với sự tham gia của 6 đối tượng môi giới. Từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã liên hệ và kết nối với các phụ nữ mới sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội. Họ đã mua 16 đứa trẻ từ 3 ngày tuổi đến 3 tháng tuổi với giá từ 10 đến 23 triệu đồng mỗi trẻ và bán lại với giá từ 35 đến 75 triệu đồng mỗi trẻ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Để hợp thức hóa việc mua bán trẻ sơ sinh dưới hình thức cho nhận con nuôi. Các đối tượng đã móc nối với một đường dây làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức do Phan Phương Nam, sinh năm 1989 cầm đầu. Họ đã đặt mua giấy chứng sinh giả để hợp thức hóa thủ tục cho nhận con và đăng ký khai sinh cho trẻ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nam, cảnh sát đã thu giữ 49 công cụ và phương tiện và hàng nghìn giấy tờ giả các loại, trong đó có nhiều giấy chứng sinh giả. Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 16 đối tượng về tội mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2021, thông qua việc làm trưởng đoàn kiểm tra thực hiện trích lập sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu của Bộ Tài chính tại Xuyên Việt Oi, một bị can biết rõ các sai phạm trong quản lý quỹ tại doanh nghiệp nhưng không xử lý, trả lại ông ta nhận hối lộ 20.000 đô la Mỹ Hành vi này tiếp sức cho doanh nghiệp chiếm dụng quỹ, gây thất thoát tài sản của nhà nước. Ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi và một số cơ quan tổ chức, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 15 bị can về 4 nhóm tội, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi trong đó bà mai thị hồng hạnh giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi bị đề nghị truy tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và đưa hối lộ kết luận điều tra cáo buộc quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu chủ tịch công ty xuyên việt oi mai thị hồng hạnh có vi phạm trong việc quản lý sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu bog và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Để che giấu sai phạm, bị can hạnh chỉ đạo thuộc cấp hối lộ nhiều cựu quan chức, trong đó hối lộ bị can Đặng Công Khôi, cựu phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính. Theo kết luận, ông Khôi có quyền và chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng giá hàng tư liệu sản xuất, thực hiện việc kiểm tra, giám sát quỹ BOG xăng dầu để tại các doanh nghiệp làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong đó có Xuyên Việt Oi. Từ tháng 10 năm 2017 đến năm 2023, Xuyên Việt Oi và Ngân hàng không thực hiện gửi sau kê tài khoản BOG đến Cục Quản lý giá theo quy định, dù được bà Trần Thị Mỹ Dung, lãnh đạo phòng giá hàng tư liệu sản xuất và ông Vũ Quang Hà, chuyên viên phụ trách theo dõi quỹ BOG, báo cáo, nhưng bị can khôi không chỉ đạo áp dụng biện pháp xử lý kịp thời, không nhắc nhở Xuyên Việt Oi chấp hành đúng quy định. Hành vi này của khôi gián tiếp tạo điều kiện cho Mai Thị Hồng Hạnh chiếm dụng sử dụng trái phép số tiền phải trích nộp vào tài khoản quỹ BOG. Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc từ năm 2021, thông qua việc làm trường đoàn kiểm tra, thực hiện trích lập, sử dụng quỹ BOG xăng dầu của Bộ Tài chính tại Xuyên Việt Oi, đặng công khôi biết rõ các sai phạm của doanh nghiệp. Tuy nhiên, do được Mai Thị Hồng Hạnh chi tiền hối lộ, nên khôi không đề xuất áp dụng biện pháp xử lý. Cụ thể, ngày 10 tháng 6 năm 2019, khôi làm trưởng đoàn kiểm tra tại công ty Xuyên Việt Oi, bị can phát hiện doanh nghiệp không thực hiện việc nộp tiền vào quỹ bình ổn giá nhưng không kiến nghị đề xuất xử lý lần này hạnh đưa tiền hối lộ nhưng khôi không nhận tiếp đó ngày 25 tháng 3 năm 2021 khôi tiếp tục làm trưởng đoàn kiểm tra tại xuyên việt oi và phát hiện công ty này không thực hiện việc nộp tiền vào quỹ bình ổn giá nên đã yêu cầu phải nộp tiền vào quỹ do bị yêu cầu mai thị hồng hạnh bàn bạc với bị can đinh tiền dũng kế toán trưởng chi hối lộ 50.000 đô la Mỹ cho Khôi để xin bỏ qua vi phạm. Cùng hôm đó, Dũng điện thoại hẹn gặp Khôi, một ngày sau tại nhà khách quốc hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Dũng đưa cho Khôi 20.000 đô la Mỹ, còn mang 30.000 đô la Mỹ về hoàn trả lại cho Hạnh. Giai đoạn điều tra, bị can Khôi đã nộp 20.000 đô la Mỹ nhận hối lộ. Đội trưởng dân phòng bị bắt vì bảo kê cảng cá. Đào Văn Thăng, 56 tuổi, đội trưởng dân phòng phường Đông Hải. Thành phố Phan Rang Tháp Chàm bị công an tỉnh Ninh Thuận bắt khẩn cấp để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản ngày 26 tháng 8. Ba đồng phạm của ông này là Đào Văn Ly, Phạm Văn Dự, Đỗ Vàng, 32 đến 37 tuổi cũng bị bắt giữ. Cảnh sát bước đầu xác định ông Thăng cầm đầu, hàng ngày chỉ đạo Dự, Vàng, Ly và một số người khác đi thu tiền bốc vác cá của các chủ ghe tàu, chủ vựa, chủ xe và người buôn hải sản trong cảng cá Đông Hải. Nhóm thăng buộc mỗi người phải đưa từ 20.000 đồng đến 300.000 đồng một ngày và lấy của mỗi xe chở cá 3 đến 7 triệu đồng một năm. Mặc dù công việc bốc vác của nhóm này có ngày thực hiện, có ngày không. Những ai không đóng tiền sẽ bị chửi bới, đe dọa, không cho buôn bán trong cảng. Tiền thu được đều nộp về cho thăng, sau đó chia cho các thành viên trong nhóm. Hôm 23 tháng 8 Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang Phạm Văn Dự đang thu tiền trái pháp luật tại đây. Khám xét chỗ ở của Dự, cảnh sát thu giữ nhiều cuốn sổ ghi chép việc thu tiền bảo kê. Vụ án đang được mở rộng điều tra. Đang xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh ở Hải Dương. Trên mạng xã hội xuất hiện clip, hình ảnh ghi lại cảnh một số nữ sinh dùng tay nắm tóc lôi, giật và đánh, đạp vào đầu, mặt và thân thể một nữ sinh. Sự việc thu hút sự chú ý của dư luận trên xảy ra tại khu vực sân vận động xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Công an huyện Thanh Hà sau khi nhận được thông tin nhóm nữ sinh đánh nhau và quay clip đưa lên mạng xã hội đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra. An ninh và công an xã Hồng Lạc nhanh chóng xác minh thu thập tài liệu để xử lý kịp thời. Bước đầu xác định, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26 tháng 8, do mâu thuẫn cá nhân từ trước, nữ sinh Phạm Thị Cẩm Thi, sinh năm 2011 là học sinh lớp 8E của trường trung học cơ sở Hồng Lạc có hẹn với em Lê Thị Luyến, sinh năm 2012, là học sinh lớp 7E cùng trường, ra sân vận động xã Hồng Lạc để nói chuyện. Trong quá trình nói chuyện, hai nữ sinh lao vào xô sát. Sau đó, Trúc, học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Tân Việt là bạn của Thi và Phạm Thị Ngọc Liên, sinh năm 2007, chị họ của nữ sinh Thi, đã dùng tay, chân đấm, á, đánh nữ sinh Luyến. Vụ việc khiến em Luyến bị thương nhẹ tại vùng cổ. Quá trình xảy ra xô xát, một em tên Hiền đã dùng điện thoại quay video lại. Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời xác minh đối tượng đưa video lên mạng xã hội để yêu cầu gỡ bỏ clip, không gây dư luận xấu trong xã hội. Nếu đủ căn cứ xử lý hành vi đưa thông tin của cá nhân, tổ chức lên mạng xã hội không đúng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đại diện gia đình nữ sinh luyến cho biết, gia đình đã đến công an xã Hồng Lạc để trình báo, đề nghị điều tra, làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để theo dõi những tin tức mới nhất mà chúng tôi cập nhật mỗi ngày.